Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Mới. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình chính trị xã hội được cập nhật liên tục trong 24 giờ qua. Mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 21 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, gần đây miền Nam Trung Quốc xuất hiện mưa lớn gây thảm họa lũ lụt, nước mưa chảy thẳng xuống lưu vực Trường Giang. Hơn 1.000 đập chứa nước ở Trung và Lưu Trường Giang phải xả lũ. Một đợt mưa lớn mới tấn công khiến thành phố Nghi Sương, tỉnh Hồ Bắc chịu thảm họa nghiêm trọng. Tối ngày Chủ nhật, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục công bố cảnh báo màu vàng và mưa lớn đối với nhiều nơi ở miền Nam. Thời gian là từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối ngày thứ Hai. Mưa lớn gây thảm họa, hơn 13 triệu người bị ảnh hưởng. Từ tháng 6 đến nay, miền Nam Trung Quốc đã trải qua 5 đợt mưa lớn. Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin, đến ngày Chủ nhật, Trung Quốc có 26 tỉnh thành bị thảm họa lũ lụt, số người bị ảnh hưởng lên đến 13,74 triệu lượt người, có 81 người tử vong và mất tích, số người cần bố trí chuyển khẩn cấp đi nơi khác là 740.000 lượt người, hơn 100.000 ngôi nhà bị sụp đổ, ảnh hưởng trực tiếp kinh tế lên đến 27,8 tỷ nhân dân tệ. Hiện Trung Quốc có 84 con sông thuộc 15 tỉnh thành xuất hiện mực nước lũ vượt mức cảnh báo, trong đó khu vực sông Kỳ ở thành phố Trùng Khánh xuất hiện lũ lớn nhất 80 năm qua. Lúc 1 giờ chiều ngày thứ Hai, Tổng trạm quan trắc Thủy văn công bố cảnh báo lũ màu xanh lam. Do ảnh hưởng của mưa lớn, dự báo trạm Hồ Phong trên sông Tiểu An, quận Đồng Lương, thành phố Trùng Khánh sẽ xuất hiện mực nước dâng cao trong 6 tiếng tới. Mực nước cao nhất sẽ vượt mức cảnh báo lũ là 264,5 m, mức tăng khoảng 4,5 đến 5,5 m. Mưa lớn cũng gây thảm họa lũ lụt ở Nghi Sương, tỉnh Hồ Bắc. Tỉnh Hồ Bắc cách đập Tam Hiệp khoảng 40 km từ ngày thứ ba tuần trước đến nay. Liên tiếp có 4 đợt mưa lớn tấn công, lượng mưa lớn nhất toàn tỉnh đo được là 189 mm, cao gấp 1,7 lần trong cùng thời kỳ trong các đợt mưa lớn lịch sử, có nơi cục bộ cao gấp 3 lần. Do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài thời gian gần đây, trường mực nước trên sông Trường Giang đoạn qua Nghi Sương tăng cao, đập nước thủy lợi Cát Châu phải xả nước. Đài khí tượng thành phố Nghi Sương sáng ngày thứ Hai phát đi tín hiệu cảnh báo lũ màu đỏ. Khu Tây Lăng phía đông Trường Dương xuất hiện lượng mưa trên 60 mm, khiến một số đoạn đường trong khu thị trấn bị ngập úng nghiêm trọng, giao thông bị ách tắc. Tại khu vực huyện Di Lăng có khu vực bị ngập úng nghiêm trọng, nước ngập lên đến nóc xe. Bên cạnh đó, ngày thứ Hai trên sông Weibo, chính thức của văn phòng tin tức chính quyền huyện Miên Ninh, tỉnh Tứ Xuyên cũng đã đăng thông báo cho biết, từ 6 giờ tối ngày Chủ nhật đến 1 giờ chiều ngày thứ Hai, khu vực phía Bắc của huyện Miện Ninh xuất hiện mưa lớn đến đặc biệt lớn. Khu thắng cảnh Linh Sơn trên phố Cao Dương có lượng mưa đo được là 211 mm. Thôn Đại Mã Ô thuộc trấn Di Hải có lượng mưa đo được là 107,5 mm. Thôn Tảo Cô thuộc trấn Di Hải có lượng mưa đo được là 85,7 mm. Mưa lớn khiến nhiều khu vực xảy ra thảm họa, đã có ít nhất 3 người tử vong, 12 người mất tích, trong đó lối ra đường cao tốc Miện Ninh đoạn qua thành phố Cao Dương bị sụt, khiến 2 chiếc xe bị rơi xuống sông, làm 2 người tử vong, 3 người mất tích. Còn tại Thượng Hải, theo cơ quan dự báo khí tượng, ngày thứ Hai sẽ có đợt mưa lớn, kèm theo sấm sét, mưa lớn sẽ tập trung vào khoảng thời gian từ sáng đến chiều tối ngày 24. Lượng mưa trong khoảng thời gian từ 30 đến 50 mm, khu vực cục bộ từ 60 đến 80 mm, lượng mưa lớn nhất 20 đến 40 mm mỗi giờ. Hôm Chủ nhật, Đài khí tượng tỉnh Thiểm Tây phát đi cảnh báo mưa lũ màu xanh lam. Dự tính đến 8 giờ sáng ngày thứ Hai đến 8 giờ tối ngày thứ Ba, khu vực Tây Bộ Diên An, Đông Bộ Quan Trung, Nam Bộ Thiểm Nam sẽ xuất hiện mưa lớn, với lượng mưa từ 30 đến 60 mm, lượng nước mưa lớn gây ra thảm họa địa chất như lũ quét, sạt lở. Mức rủi ro khí tượng như lũ quét và lũ trên sông vừa và nhỏ tương đối cao. Vào lúc 6 giờ tối ngày thứ Hai, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục công bố cảnh báo mưa màu vàng. Dự tính đến 8 giờ tối ngày thứ Hai đến 8 giờ tối ngày thứ Ba, phía Đông Nam Trùng Khánh, Đông Bắc Bắc Quý Châu, Tây Bắc Hồ Nam, khu vực Hồ Bắc, Trung Nam Bộ tỉnh Hà Nam, Trung Bắc Bộ tỉnh An Huy, Trung Nam Bộ tỉnh Giang Tô, thành phố Thượng Hải sẽ có mưa lớn, trong đó các khu vực như Đông Nam Bộ tỉnh Hà Nam, Bắc Bộ và Tây Nam Bộ tỉnh Hồ Bắc, Tây Bắc Bộ tỉnh Hồ Nam, Trung Bắc Bộ tỉnh An Huy, Nam Bộ tỉnh Giang Tô đều có mưa lớn, ở khu vực cục bộ có mưa rất lớn với lượng mưa từ 250 đến 280 mm. Một số khu vực nói trên xuất hiện mưa lớn trong thời gian ngắn, lượng mưa lớn nhất từ 30 đến 50 mm trong một giờ, có nơi có thể hơn 70 mm.
một số nơi cục bộ có mưa lớn kèm theo sấm sét và gió. Đài khí tượng Trung ương chỉ ra, dự tính trong 3 ngày tới, vùng Long Chảo Tứ Xuyên, Nam Bộ Hoàng Hoài, Hán Giang, Giang Hoài, Bắc Bộ, Giang Nam và Quý Châu sẽ xuất hiện mưa lớn, trong đó Tây Nam Bộ, tỉnh Hà Nam đến Bắc Bộ, tỉnh Hồ Bắc, Bắc Bộ, tỉnh An Huy, Trung Bộ, tỉnh Giang Tô đều có mưa lớn. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của mưa lớn liên tiếp thời gian vừa qua, 25 con sông ở khu vực miền Nam Trung Quốc đang phải hứng chịu lượng nước lũ vượt mức báo động. Theo Ủy ban Thủy lợi Sông Châu Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc, kể từ ngày thứ Bảy, mưa lớn đã liên tiếp xảy ra ở Trung và Thượng Lưu vực sông Châu Giang. Lượng mưa tích lũy ở phía Đông Nam Quý Châu và phía Bắc Quảng Tây đã lên đến 100mm đến 250mm, có nơi trên 250mm. Lượng mưa lớn nhất đo được tại huyện Dung Thủy, Quảng Tây lên tới 512mm. Do ảnh hưởng của mưa lớn dai dẳng ở lưu vực sông Châu Giang, nước lũ trên 25 con sông như Liễu Giang, Quế Giang đã vượt mức báo động. Trong đó, thượng nguồn Liễu Giang đã xảy ra trận lũ lớn nhất trong vòng 5 năm qua. Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Thủy văn Trung Quốc, lưu vực sông Châu Giang vẫn sẽ có mưa trong tuần tới. Mực nước tại các con sông chính tại đây sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao và có thể xảy ra lũ lớn. Nguy cơ xảy ra lũ quét là khá cao. Trước tình hình này, Ủy ban Thủy lợi sông Châu Giang đã nâng mức ứng phó khẩn cấp về phòng chống thiên tai lũ lụt và hạn hán tại đây từ cấp 4 lên cấp 3. Được biết, kể từ đầu mùa lũ đến nay, tỉnh Quý Châu, miền Tây Nam Trung Quốc đã trải qua 5 trận mưa lớn, khiến tình hình phòng chống lũ tại đây trở nên rất nghiêm trọng. Trong khi đó, hàng loạt các địa phương như thủ phủ Nam Ninh, thành phố Bắc Hải, Sùng Tả ở khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây giáp với Việt Nam, sáng và trưa ngày Chủ nhật vừa phải tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn màu cam, mức nghiêm trọng thứ hai chỉ sau báo động đỏ. Từ giữa tháng 7 đến nay, nhiều địa phương ở Trung Quốc đã xảy ra mưa lớn, khiến tình hình mưa lũ trong mùa thu năm nay ở nước này trở nên phức tạp nghiêm trọng. Theo số liệu từ Bộ Thủy lợi Trung Quốc, kể từ nửa cuối tháng 7 đến nay, nước này đã có 119 con sông thuộc 8 tỉnh như Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên có lũ vượt mức báo động, nhiều hơn cùng kỳ hàng năm tới hơn 60%. Bên cạnh đó, còn có 34 con sông có lũ vượt mức đảm bảo an toàn và 5 con sông có lũ lớn nhất kể từ khi có dữ liệu đo đạc. Trận lũ số 1 trong năm nay trên sông Dương Tử, Trường Giang cũng đã chính thức hình thành vào ngày thứ Năm sau khi lưu lượng nước lũ đổ vào đập Tam Hiệp vượt 54.000 mét khối mỗi giây. Sông Hán chảy qua tỉnh Hồ Bắc, Thiểm Tây đã xảy ra trận lũ lớn nhất kể từ năm 2011. Hồ chứa Đan Giang Khẩu ở tỉnh Hồ Bắc có mực nước cao nhất kể từ khi thành lập năm 1973. Tình hình mưa lũ hiện nay ở Trung Quốc được Bộ Thủy lợi nước này đánh giá là nghiêm trọng. Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ hôm thứ Năm tuần qua đến ngày Chủ nhật này, mưa vẫn sẽ tiếp tục xảy ra ở nhiều khu vực của Trung Quốc và lượng mưa sẽ nhiều hơn trung bình hàng năm từ 50 đến 100%. Hàng loạt các con sông chính, trong đó có thượng lưu sông Dương Tử và trung hạ lưu sông Hoàng Hà, sẽ xảy ra lũ lụt và một số con sông có thể tiếp tục có lũ trên mức báo động. Thưa quý vị, sau nhiều ngày mưa tầm tã, tỉnh Cam Túc ở Tây Bắc Trung Quốc vừa hứng chịu một trận lở đất kinh hoàng làm tê liệt một xa lộ trên địa bàn. Hãng tin CGTN đưa tin. Sở đường sắt tỉnh Cam Túc hiện đang giám sát chặt chẽ tình trạng của các tuyến đường sắt, cắt cử nhân viên bảo trì túc trực để đảm bảo giao thông được an toàn. Các nhà chức trách Trung Quốc cảnh báo mưa lớn sẽ tiếp tục dội xuống nhiều khu vực thuộc miền Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc nước này trong 3 ngày tới, gây nguy cơ lũ lụt cao độ và gia tăng áp lực lên các con đập cũng như đê kè chắn lũ. Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã kêu gọi chính quyền các địa phương phải chuẩn bị cho nguy cơ xảy ra lũ lụt nghiêm trọng. Đặc biệt ở dọc vùng thượng nguồn sông Dương Tử và trung nguồn các sông Hoàng Hà, sông Hoài, Tùng Hoa và Liêu. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc khuyến cáo tỉnh Tứ Xuyên ở miền Tây Nam sẽ đối mặt với tình trạng mưa lũ nặng nề nhất. Kính thưa quý vị, tỉnh Tứ Xuyên ở Tây Nam Trung Quốc vừa trải qua trận động đất mạnh nhất trong 5 năm qua, kể từ trận động đất Cửu Trại Câu. Các chuyên gia chỉ ra rằng trận động đất là do yếu tố con người gây ra. Vào ngày thứ Hai, một trận động đất có cường độ 6,8 độ Richter đã xảy ra tại huyện Lục Đỉnh, khu tự trị Tây Tạng Ganji, Tứ Xuyên, với độ sâu tiêu cực 16 km. Theo báo cáo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc tính đến 9 giờ tối thứ Ba, số người chết đã tăng lên 74, 26 người mất tích và 259 người bị thương. Wang Weilu, một chuyên gia bảo tồn nước nổi tiếng sống ở Đức cho biết một nửa Tứ Xuyên là cao nguyên Thanh Hải, Tây Tạng, có thời gian hình thành địa chất ngắn. Mảng này vẫn đang nâng lên và di chuyển thuộc khu vực động đất cao.
trước đây, tần suất động đất ở Tứ Xuyên, Vân Nam và Quý Châu thấp hơn nhiều so với 10 năm trước. Nguyên nhân chính là do Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xây dựng nhiều đập trong quá trình phát triển thủy điện ở phía Tây, làm tăng nguy cơ động đất. Wang Guilu, một chuyên gia bảo tồn nước nổi tiếng, tôi có thể trích lời Tiêu Vĩnh, cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc. Ông ấy nói rằng ông ấy nghĩ rằng việc xây dựng quá nhiều đập cao như vậy ở khu vực phía Tây này, trong khu vực dễ xảy ra động đất là quá nguy hiểm đối với Trung Quốc. Đối với trận động đất 6,8 độ Richter xảy ra lần này, hãy đi xem họ đã xây dựng bao nhiêu đập trên sông Dadu. Theo thông tin được công khai, trên sông Dadu có đập thủy điện sông Giang Khẩu cao nhất thế giới. Đập lớn nhất cao 314 m, chiều cao tuyệt đối của đập Tam Hiệp mà thế giới bên ngoài quen thuộc chỉ là 185 m. Wang Guilu, một nửa số đập cao nhất thế giới là ở Trung Quốc, chỉ ở Tứ Xuyên và Vân Nam. Vì vậy, người dân ở Tứ Xuyên nên suy nghĩ về điều đó. Bạn đã là một khu vực có động đất cao. Nếu vậy, xây một con đập trên đỉnh này, nó sẽ làm gia tăng nguy cơ xảy ra điều đó. Wang Guilu nói rằng, mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức thúc đẩy một giả thuyết khác, nhưng nhiều chuyên gia Trung Quốc tin rằng trận động đất ở Vân Xuyên năm 2008 là do hồ chứa Tử Bình Phố gần Thành Đô gây ra. Wang Guilu cho biết, năm 2008, khi Ôn Gia Bảo đến Vân Xuyên, Tứ Xuyên, điểm dừng chân đầu tiên mà anh ấy đến là đập Tử Bình Phố. Lúc đó, nó đã bị hư hại và con đập sắp sụp đổ. Vì họ biết rằng sắp có động đất nên họ đã nhanh chóng xả nước trong hồ chứa Tử Bình Phố. Khi mực nước giảm xuống, một trận động đất xảy ra. Ôn Gia Bảo đã sắp xếp tất cả cảnh sát vũ trang có thể huy động anh ấy vào thời điểm đó để đến đó. Ngoài trận động đất, Wang Guilu cho rằng đợt hạn hán hiếm gặp gần đây ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử chủ yếu là do quá trình hồ chứa ở thượng nguồn. Nhưng hiện nay, ngoài quan chức, nhiều người cho rằng động đất hạn hán là thiên tai bất khả kháng. Wang Guilu nói, không có thứ gọi là thảm họa tự nhiên vào thời cổ đại. Nếu có động đất, lũ lụt hay hạn hán, hoàng đế sẽ lo lắng nhất. Nhưng ông không dám nói rằng đó là một thảm họa tự nhiên. Wang Guilu nói, người xưa cho rằng nếu thần luôn bất mãn với hoàng đế thì nên thay đổi triều đại. Nếu bạn nhìn vào cách hiểu sớm nhất về động đất ở Trung Quốc, nó có nghĩa là long trời lở đất, cũng có nghĩa là âm khí quá mạnh và nên thay đổi triều đại. Sau đó, nó thực sự là một sự thay đổi của triều đại. Mỗi đoạn video cho thấy vào đêm trước khi xảy ra động đất, một lượng lớn rơi đã tụ tập trên bầu trời Miên Trúc Tứ Xuyên. Cảnh tượng hết sức kinh ngạc. Nhiều người cho rằng đó là điềm báo trước trận động đất. Tuy nhiên, cơ quan quản lý khẩn cấp địa phương đã bác bỏ tin đồn, nói rằng đó là một hiện tượng tự nhiên. Một phút trước trận động đất, ai đó đã nhận được cảnh báo động đất từ chính quyền. Wang Guilu cho biết lần này họ nên dự đoán trước. Giống như năm 2008, trận động đất ở Vân Xuyên cũng đã được dự đoán và nó khá chính xác. Chỉ là bạn dự đoán điều gì đó. Chính phủ Trung Quốc không thông báo cho người dân, nó vô dụng. Khi trận động đất xảy ra vào ngày thứ hai, nhiều cộng đồng địa phương vẫn tuân thủ chính sách không phát quang để ngăn người dân trốn thoát. Sau thảm họa, bộ phận phòng chống dịch bệnh địa phương được cho là đã yêu cầu làm acid nucleic trước rồi mới cứu hộ và bị chỉ trích là vô nhân đạo. Wang Guilu than thở rằng vào thời điểm quan trọng, các quan chức thực thi pháp luật vẫn đang tuân theo cái gọi là các biện pháp phòng chống dịch bệnh thay vì vội vàng cứu trợ thiên tai. Đây đã là một xã hội điên rồ. Vừa rồi là những thông tin chúng tôi vừa cập nhật. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.